Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Các tỉnh, thành phố tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho các đối tượng người từ 50 tuổi trở lên, cho người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm đảm bảo phân bổ đủ vaccine phòng COVID-19 nhanh chóng, kịp thời theo đề xuất của địa phương để triển khai theo kế hoạch. Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và hoàn thành trong quý 2 năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Bảo trì Công trình Đường bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, từ đêm 29 tháng 5 đến sáng 30 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở ta luy dương, lún sụt mặt đường và ta luy âm, làm tạm thời ách tắc nhiều tuyến giao thông. Cụ thể, tại km 3+150, tuyến đường Nậm Khao, Tà Tổng, Mường Nhé, Điện Biên thuộc địa phận xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, Lai Châu xảy ra sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến. Tại km 32+890, km 33+380, km 33+900, km 34+400, km 34+500, tuyến đường tỉnh 132 thuộc địa phận bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, Lai Châu cũng xuất hiện sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá lớn gây tắc đường. Hiện giao thông trên đường tỉnh 132 nối trung tâm huyện Phong Thổ đi xã biên giới Xì Lờ Lầu bị chia cắt tạm thời. Hiện các đơn vị quản lý tuyến đường đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng ra sự cố để phân luồng giao thông, huy động máy móc, phương tiện phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tập trung khắc phục để thông đường. Tuy nhiên, hiện mưa to vẫn trên diện rộng, đất đá tại các điểm sạt lở vẫn tiếp tục sạt trượt, gây khó khăn cho lực lượng thi công. Giá heo, gà, trứng thời gian gần đây tăng khá cao. Theo đó, giá heo hơi xuất chuồng hiện ở mức 55.000 đến 57.000 đồng một kg, tăng khoảng 5.000 đồng một kg so với hồi đầu năm. Tương tự, giá gà công nghiệp tại trại là 33.000 đồng một kg, tăng 4 đến 5.000 đồng một kg so với đầu năm. Giá gà tam hoàng tăng lên 58.000 đồng một kg. Đáng chú ý, giá trứng trên thị trường tăng rất mạnh. Giá bán lẻ hiện tại khoảng 3.500 đến 3.800 đồng một trứng gà, 4.000 đến 4.200 đồng một trứng vịt. Tại các trại chăn nuôi, giá xuất bán cũng tăng nhưng ở mức thấp hơn, khoảng 2.700 đồng một trứng gà, chênh lệch lên đến 1.000 đồng so với giá bán lẻ. Tuy giá trứng, thịt xuất bán tại trại và bán lẻ đều ít nhiều tăng, nhưng người chăn nuôi vẫn chưa có lãi và không dám đầu tư tái đàn, tăng đàn. Trước tình trạng giá trứng gà, vịt tăng kỷ lục, mới đây, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường mặt hàng trứng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất Sở Tài chính xem xét cho điều chỉnh tăng giá vì không thể cầm cự thêm được nữa. Thưa quý vị, mới đây, nền tảng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor với hơn 60 triệu thành viên đã công bố danh sách những điểm đến được yêu thích nhất châu Á năm 2022, trong đó có hai cái tên của Việt Nam là Hà Nội và Đà Nẵng. Đứng ở vị trí thứ 13, Hà Nội được giới thiệu là thủ đô duyên dáng, phát triển hiện đại nhưng vẫn bảo tồn di tích lâu đời. Hồ nước, công viên và các đại lộ rợp bóng cây cùng hàng trăm đền chùa càng tăng thêm sức hút cho thành phố. Du khách có thể dễ dàng khám phá bằng taxi. Còn Đà Nẵng đứng số 21 trong danh sách được đánh giá là thoải mái và thân thiện, ẩm thực hấp dẫn. Tham gia các tour khám phá ẩm thực là cách hữu hiệu nhất để trải nghiệm văn hóa, cuộc sống. TripAdvisor còn gợi ý du khách khám phá hang động trên núi Ngũ Hành Sơn và thưởng thức đồ ăn đường phố. Ngoài ra, trong danh sách điểm đến nổi tiếng nhất châu Á năm nay của TripAdvisor còn có những cái tên quen thuộc khác như Singapore, Phuket của Thái Lan, Hồng Kông Trung Quốc, Mumbai Ấn Độ, Seoul Hàn Quốc.
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Theo đó, trường Trung học phổ thông Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất với chỉ tiêu tuyển sinh là 675, nhưng có tới 2.048 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi là 3,03. Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, học sinh có thể biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2023. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển. Năm học 2022-2023, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Năm nay, gần 130.000 sĩ tử của Hà Nội sẽ bước vào mùa thi lớp 10. Tuy nhiên, sẽ chỉ có khoảng 70.000 suất vào các trường trung học phổ thông công lập. 21% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề. Theo thống kê mới nhất, số ca mắc mới trung bình theo tuần ở Mỹ cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm nghiên cứu dịch COVID-19 của Đại học Johns Hopkins cho biết con số này là hơn 119.000 ca tính đến ngày 28 tháng 5, trong khi vào ngày 28 tháng 5 năm 2021 chỉ là hơn 17.000 ca. Tuy nhiên, dù tỷ lệ mắc mới tăng, số ca tử vong vì COVID-19 đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, một dấu hiệu của việc tăng miễn dịch nhờ vaccine và những lần nhiễm trước bên cạnh thuốc điều trị. Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết khoảng 54% dân số Mỹ đang ở trong mức nguy cơ thấp, một số khu vực ở cấp trung bình hoặc cao, nhưng số ca mắc đã tăng gấp 5 lần trong bối cảnh giới chuyên gia y tế cảnh báo người Mỹ cần thận trọng trước nguy cơ bùng phát đợt dịch mới. Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết bộ này sẽ rà soát lại phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật trong vụ xả súng tại trường tiểu học Rob ở thị trấn Uvalde của bang Texas, khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng trong bối cảnh bất bình trong dư luận gia tăng liên quan đến cách xử lý của cảnh sát trong vụ xả súng trên. Điều tra ban đầu cho thấy khoảng 20 cảnh sát đã chờ bên ngoài hành lang gần 1 giờ đồng hồ trước khi xông vào lớp học và tiêu diệt kẻ nổ súng, trong khi học sinh trong lớp hoảng loạn gọi đến số điện thoại 911 để được hỗ trợ khẩn cấp. Chỉ huy hiện trường lúc đó cho rằng tay súng đã bị chặn ở bên trong và tạm thời các em học sinh không gặp nguy hiểm. Vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Rob xảy ra vào ngày 25 tháng 5. Thủ phạm được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, công dân Mỹ. Đối tượng đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt tại chỗ. Giới chức Indonesia cho biết 31 người đã được cứu, trong khi vẫn còn 11 người mất tích sau khi một chiếc phà chở họ hết nhiên liệu và bị chìm trong bối cảnh thời tiết xấu ở ngoài khơi bờ biển Indonesia. Hiện lực lượng cứu hộ đã huy động một máy bay trực thăng và mở rộng khu vực tìm kiếm để tìm những người mất tích. Người đứng đầu đội tìm kiếm cứu hộ địa phương cho biết phà trên không được cấp phép để chở khách và nhà chức trách đã triệu tập thuyền trưởng cũng như chủ phà để thẩm vấn. Không có danh sách chính thức số hành khách trên phà, nhưng nhà chức trách cho biết có 42 người trên phà vào thời điểm phà này bị chìm. Thưa quý vị, quân đội Nepal cách đây ít giờ thông báo đã xác định được vị trí của máy bay chở khách cỡ nhỏ Twin Otter chở 22 người do hãng hàng không tư nhân Tara Air vận hành bị mất tích trước đó một ngày. Hiện nhà chức trách đang cử thêm lực lượng đến hiện trường. Trước đó, máy bay Twin Otter đã cất cánh vào sáng cùng ngày trong lộ trình kéo dài 20 phút nhưng đã mất liên lạc với tháp điều khiển 5 phút trước khi hạ cánh. Chiếc máy bay Twin Otter cất cánh vào khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 5 từ thị trấn du lịch Pokhara, cách thủ đô Kathmandu khoảng 200 km về phía Tây Bắc. Theo dự kiến, máy bay đáp xuống sân bay ở thị trấn Jomsom, cách đó khoảng 80 km. Mặc dù vậy, sau khi liên lạc lần cuối với trạm kiểm soát không lưu, nhà chức trách đã hoàn toàn mất liên lạc với phi hành đoàn. Chiếc máy bay của hãng Tara Air chở 22 người, gồm 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Theo đại diện hãng hàng không, 6 hành khách trên chuyến bay là người nước ngoài, trong đó có 4 người Ấn Độ. Bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.